Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3, ngày mùng 4 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Bản tin hôm nay sẽ bắt đầu bằng tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Mặc dù đang trong thời kỳ giao thoa giữa hai mùa xuân hạ, nhưng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ mạnh nên tỉnh Quảng Ninh đang có kiểu thời tiết lạnh khô, tương đối khác biệt so với mọi năm. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn nên quý vị cần chú ý bảo vệ sức khỏe. Cụ thể tại khu vực miền Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 15 cho tới 25 độ. Đó cũng là kiểu thời tiết cơ bản tại các địa phương miền Tây và thành phố Hạ Long. Đêm và sáng, nhiệt độ tại đây vẫn ở ngưỡng thấp khoảng 15 cho tới 16 độ. Còn ban ngày, trời nắng nhiều, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 25 tới 26 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, tiết trời chủ đạo cũng là nhiều mây, tạnh giáo, hừng nắng vào ban ngày, đêm và sáng trời rét. Song tình trạng biển khá ổn định nên không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, miền Bắc sẽ có kiểu thời tiết hanh khô, ban đêm và sáng sớm trời rét, nhưng ban ngày trời nắng, với nhiệt độ trưa chiều duy trì trong khoảng từ 21 cho tới 24 độ. Riêng khu Tây Bắc là từ 25 đến 27 độ. Lui xuống miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời ít mưa, ban ngày có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai duy trì trong khoảng từ 21 cho tới 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, mưa sẽ giảm đi, tuy nhiên nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét cũng như ngập úng vẫn còn nên người dân cần tiếp tục cảnh giác. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 23 cho tới 26 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và rông rải rác về chiều tối và đêm. Ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ phổ biến là từ 27 đến 30 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa vẫn xảy ra, tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày mai trời có nắng nhưng cường độ không mạnh. Nhiệt độ ban ngày ở ngưỡng từ 28 cho tới 31 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ đối với các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang tình hình thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có cả huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 6 giật trên cấp 7 biển động. Các nơi khác trên Biển Đông, gió đông bắc có cường độ trung bình nên tình trạng biển bình thường phần cuối bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin thời tiết tại một số thành phố trên cả nước kính chào tạm biệt quý vị và các bạn